Chúng ta bắt đầu bài học nhé. Unit 1. Lesson 2. 1. Look, listen and repeat. Phần 1, các em sẽ nhìn, nghe và lặp lại. Bây giờ chúng ta nghe máy nhé. Page 8. Lesson 2. Activity 1. Look, listen and repeat. A. What's your hometown, Trung? It's Da Nang. B. Oh, I like Da Nang. Did you live in the city? No, I didn't. I lived in a village in the mountains. C. What's your village like? It's small and quiet. D. Is it beautiful? Yes, I think so. Chúng ta cùng xem bài nhé. What's your hometown, Trung? What's your hometown? Các em có từ hometown, hometown là quê hay là quê nhà nhé. Và câu hỏi này là quê bạn là gì hay là quê bạn ở đâu, Trung? Is Da Nẵng, is Da Nẵng. Đó là ở Đà Nẵng. Đó là Đà Nẵng. Oh, I like Da Nẵng. Did you live in the city? Oh, tôi thích Đà Nẵng. Bạn đã sống ở thành phố phải không? Đây là câu hỏi yes, no, sử dụng trợ động từ did, quá khứ của do. Và đây là thể hiện cho thì quá khứ đơn. Thực ra thì các em sẽ học kỹ hơn thì quá khứ đơn trong Unit 3, ở bài tiếp theo nhé. Nhưng ở đây chúng ta cũng có câu hỏi này. Did you live in the city? Bạn đã sống ở thành phố phải không? Và đây là câu trả lời cho dạng câu hỏi yes, no có sử dụng trợ động từ did. Did. No, I didn't. No, I didn't. Không, tôi đã không sống ở đó. I live in a village in the mountains. Tôi đã sống ở một làng quê ở miền núi. Các em có từ mountain. Mountain, đây là danh từ số nhiều nhé. Mountains, là núi. What's your village like? What's your village like? Làng của bạn thì như thế nào? It's small and quiet. It's small and quiet. Nó thì nhỏ và yên tĩnh. Các em có từ quiet. Quiet là yên tĩnh nhé. Is it beautiful? Is it beautiful? Nó đẹp phải không? Yes, I think so. Yes, I think so. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như thế. Đúng rồi, tôi nghĩ thế. Hay là tôi nghĩ vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số từ, cụm từ và mẫu câu của bài này nhé. Chúng ta cùng đọc từ nhé. Các em có từ hometown, hometown. Đây là phần phiên âm, còn bên đây là phần tiếng Việt, cô sẽ không đọc nhé. Hometown, hometown. Mountain, mountain. Các em nhấn âm đầu. Mountain, mountain. Far, far. Small, small. Narrow, narrow. Large, large. High, high. Quiet, quiet. Chúng ta cũng nhấn âm đầu nhé. Quiet. Beautiful, beautiful. Busy, busy. Noisy, noisy. Crowded, crowded. Pretty, pretty. New, new. Old, old. Peaceful, peaceful. Modern, modern. Ancient, ancient. Và đây là mẫu câu của bài này nhé. Thì trong bài này, các em sẽ thực hành mẫu câu hỏi và câu trả lời để chúng ta hỏi xem là làng bạn như thế nào, hay là quê bạn như thế nào, hay là thị trấn hay là thành phố của bạn như thế nào bằng mẫu câu hỏi như sau. What's your village like? What's your village like? Ở đây là chúng ta hỏi về từ village, làng của bạn nha. Village, làng. Your village, làng của bạn. Và từ like, like ở đây là tính từ như thế nào, đây là động từ to be is. Và từ để hỏi what. What's your village like? Làng của bạn thì như thế nào?
It's small and quiet. Nó nhỏ và yên tĩnh. Thì các em sẽ bắt đầu trả lời bằng it is, viết tắt là is, cộng với các cái tính từ mà các em muốn miêu tả cho muốn tả để dùng tả cho câu trả lời đó nhé. Ở câu trả lời này thì cô dùng tính từ small và tính từ quiet. Và trong câu trả lời khác thì các em có thể thay bằng những từ khác nhé. Chúng ta có thể thay từ này trong câu hỏi và những cái tính từ này trong câu trả lời nhé. What's your village like? It's small and quiet. Ví dụ như các em muốn hỏi là thành phố của bạn như thế nào? What's your city like? What's your city like? Thành phố bạn như thế nào đúng không? Nó thì lớn thì các em sẽ nói là it's large. It's large. Hoặc là nó lớn và ồn ào. It's large and noisy. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái từ bên trên này và những từ các em đã học rồi để chúng ta viết câu trả lời nhé. Chúng ta sử dụng trong câu trả lời nhé. Bây giờ các em sẽ đi thực hành các phần tiếp theo của bài. Two, point and say. Phần 2, các em sẽ chỉ và nói nhé. Các em sẽ chỉ vào tranh và chúng ta sử dụng mẫu câu hỏi và mẫu câu trả lời chúng ta vừa học xong để các em hỏi và trả lời cho mỗi bức tranh này nhé. Ví dụ như mỗi một phần thì chúng ta có những từ gợi ý bên dưới thì chúng ta lấy những cái từ này để điền vào câu hỏi và câu trả lời nhé. What's the... like? Ví dụ như câu này sẽ là city. What's the city like? Thành phố thì như thế nào? Is, câu trả lời, nó thì như thế nào đó. Thì các em nhìn vào đây chúng ta có các cái tính từ big and busy, to lớn, rộng lớn và bận rộn đúng không? Lớn và bận rộn. Thì các em sẽ điền vào đây, ví dụ is big and busy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe câu mẫu trong máy trước nhé. Page 8, activity 2, point and say. What's the city like? It's big and busy. A. City, big and busy. B. Village, far and quiet. C. Town, large and crowded. D. Island, small and pretty. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành từng câu nhé. A. What's the city like? Thành phố thì như thế nào? It's busy. It's big and busy. Nó lớn và bận rộn. B. What's the village like? Làng, ngôi làng thì như thế nào? It's far and quiet. Nó thì xa xôi và yên tĩnh. C. What's the town like? Thị trấn thì như thế nào? It's large and crowded. Nó thì rộng lớn và đông đúc. D. What's the island like? Hòn đảo, đảo thì như thế nào? It's small and pretty. Nó nhỏ và xinh đẹp. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần hỏi và trả lời trong phần 2 nhé. Xem qua phần tiếp theo. Number 3, let's talk. Phần này chúng ta hãy nói chuyện với nhau bằng cách là hỏi và trả lời câu hỏi nhé. Ask and answer questions about where you live. Chúng ta sẽ hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi mà bạn sống. Đó là những câu hỏi như sau. Where do you live? Và câu trả lời của các em được gợi ý là I live, tôi sống. Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở. Ví dụ các em nói là tôi sống ở một ngôi làng chẳng hạn nhé. I live in a village. What's it like? What's it like? Nó như thế nào? Có nghĩa là ngôi làng thì như thế nào? It's. Thì các em có thể trả lời là it's small and quiet. Nó nhỏ và yên tĩnh. Thì nói chung là cái chỗ này các em trả lời phải làm sao? Phải cho nó phù hợp với cái từ mà các em nói bên trên nhé. Ví dụ như là ở một ngôi làng thì các em sẽ nói là nó yên tĩnh. Nhưng nếu trên này mà các em dùng là I live in a city, tôi sống ở một thành phố, thì chỗ này chúng ta không thể dùng những cái tính từ đó được. Mà các em phải dùng những từ ví dụ như là thành phố thì nó phải lớn và đông đúc đúng không? Các em phải dùng từ big, hoặc là từ large, hoặc là từ crowded, vân vân nhé. Who do you live with? Who do you live with? With là với nhé. Who do you live with?
Bạn sống với ai? Hay là bạn sống với ai? Bạn sinh sống với ai? I live with. Tôi sống với. Thì các em sẽ viết chỗ này nhé. Ví dụ như với ba mẹ tôi sẽ là I live with my mother and my father. Hoặc là my parents. Hoặc là tôi sống với ông bà chẳng hạn nhé. I live with my grandparents. Vân vân. Và chúng ta muốn viết gì nữa thì chúng ta viết chỗ này nhé. Các em sống với ai, ở với ai trong gia đình mình thì chúng ta sẽ tùy theo ý mình để viết nhé. 4. Listen and circle A or B. Chúng ta nghe và khoanh tròn vào đáp án A hoặc B nhé. Và trước khi nghe thì như thường lệ chúng ta sẽ tìm hiểu bài trước. 1. Tom lives in a. Tom sống ở một. À, chúng ta có hai đáp án này. Câu A là pretty and quiet village. Một ngôi làng xinh đẹp và yên tĩnh. Và đáp án B là pretty and busy town. Một thị trấn xinh đẹp và bận rộn. Câu 2. Tony's city is. Thành phố của Tony thì như thế nào? Crowded and busy. Đông đúc và bận rộn. Large and busy. Rộng lớn và bận rộn. Và câu 3. Peter's town is. Thị trấn của Peter thì như thế nào? Big and crowded. Rộng lớn và đông đúc. Small and busy. Nhỏ và bận rộn. Và câu 4 của Linda. Thì Linda lives in a. Linda sống ở một big and busy city. Một thành phố lớn và bận rộn. Và đáp án B, small and busy city. Một thành phố nhỏ và bận rộn. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát vào sách giáo khoa. Các em nghe máy và khoanh tròn vào đáp án đúng nhé. Page 9, activity 4. Listen and circle A or B. 1. Where do you live? I live in a village. What's it like? It's pretty and quiet. Như vậy là trong phần 1 thì các em nghe thấy là where do you live? Bạn sống ở đâu? I live in a village. Tôi sống ở một ngôi làng. What's it like? Nó như thế nào? It's pretty and quiet. It's pretty and quiet. Và chúng ta nghe thấy như vậy thì mình sẽ chọn cho cô là đáp án A nhé. Các em có thể khoanh tròn vào đây nhé. Two. Where do you live? I live in a city. What's it like? It's large and busy. Và ở câu 2 thì các em nghe thấy bài đối thoại là gì nào? Where do you live? I live in a city. What's it like? It's large and busy. Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở một thành phố. Nó như thế nào vậy? It's large and busy. Nó rộng lớn và bận rộn. Large and busy. Đó là cái câu, đó là cụm từ chúng ta nghe thấy để chúng ta có thể khoanh tròn vào đáp án nào nào. B nhé. Three. Where do you live, Peter? I live in a town. What's it like? It's small and busy. Như vậy trong phần bài đối thoại 3, các em nghe thấy là Where do you live, Peter? I live in a town. Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở một thị trấn. What's it like? Nói như thế nào? It's small and busy. It's small and busy. Và cụm từ đó cho chúng ta chọn được đáp án là B nhé. Small and busy. Nhỏ và bận rộn. Chúng ta nghe tiếp nhé. 4. Where do you live? I live in a city. What's it like? It's big and busy. Và trong bài 4 thì các em nghe thấy gì nào? Where do you live? I live in a city. Thì hai đáp án này đều có city, đúng không? Chúng ta phải nghe tiếp nhé. What's it like? Nó như thế nào? It's big and busy. It's big and busy. Nó lớn và bận rộn. Cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô là đáp án A nhé. Big and busy city. Như thế này nhé. 5. Write about you. Phần 5 các em sẽ viết về mình nhé. Viết về chính em. Bằng các cái gợi ý sau đây. 1. What's your address? Địa chỉ của bạn là gì? 2. What's your hometown?
hometown like? Quê của bạn thì như thế nào? 3. Who do you live with? Bạn sống với ai? 4. Do you like living there? Bạn thích sống ở đó không? Why or why not? Tại sao hoặc là tại sao không? Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt làm từng ý một nhé. What's your address? Địa chỉ của bạn là gì? Thì phần này chúng ta sẽ trả lời bắt đầu bằng câu bắt đầu bằng cụm từ là is. Cô ví dụ như là is 25 Lê Hồng Phong Street, đó là số 25 đường phố Lê Hồng Phong. Tiếp theo thì chúng ta viết cái quận huyện hoặc là xã huyện ra nhé. Cô ví dụ nhé. Is 25 Lê Hồng Phong Street. Tiếp theo thì chúng ta có thể viết là ví dụ như là quận 1 thì các em viết là district, hay là quận Tân Bình thì các em sẽ viết là Tân Bình District, Hồ Chí Minh City. Cô viết tắt chữ Tân Bình nhé. Và Hồ Chí Minh, cô viết tắt nhé. Chỗ này nó hơi dài. Chúng ta có thể viết địa chỉ cụ thể như thế này nhé. East 25 Lê Hồng Phong Street, Tân Bình District, Hồ Chí Minh City. Đó là ở số 25 đường phố Lê Hồng Phong, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể viết như vậy nhé. Tiếp theo, what's your hometown like? Quê bạn thì như thế nào? Vậy thì cái câu 2 này các em trả lời nó phải phù hợp với câu thứ nhất nhé. Nếu như câu thứ nhất mà chúng ta dùng là city như địa chỉ mà cô ví dụ ở đây, thì ở đây các em phải có những cái tính từ miêu tả về một thành phố làm sao cho nó phù hợp nhé. Ví dụ như thành phố thì thường là rộng lớn và ồn ào, hoặc là rộng lớn và đông đúc, hoặc là đẹp và đông đúc, hoặc là đẹp và bận rộn, đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lời ở đây bắt đầu bằng is nhỉ? Is nó như thế nào đó? Ví dụ như là nó lớn và bận rộn nhé. It's big and busy. Như thế này nhé. Who do you live with? Bạn sống với ai? Thì các em sẽ trả lời tùy theo mỗi bạn nhé. Cô ví dụ, I live with my parents. Tôi sống với ba mẹ tôi, ví dụ thế nhé. Do you like living there? Bạn thích sống ở đó không? Thì chúng ta tùy các em sẽ trả lời yes hoặc no. Nhưng mà thông thường trong cái tình huống này thì chúng ta sẽ trả lời là yes, I do. Có, tôi thích sống ở đó. Và các em trả lời cái câu hỏi là tại sao nhé. Để giải thích lý do tại sao thì các em sẽ nói một cái dùng những cái tính từ để chúng ta miêu tả về quê hương của mình nhé. Ví dụ như là các em sẽ nói là because it's very beautiful, bởi vì thành phố của tôi rất là xinh đẹp. Cô ví dụ thế nhé. Because it's beautiful. Như thế này nhé.